con Mỹ Liên này thiệt là tệ à. Gia đình mình chơi thân với gia đình bà như vậy mà bà không có cho mình hốt hụi nữa. Bà già bà cần tiền mới biểu hốt. Tưởng chắc ăn ai có dè đâu, sao không bỏ cao lên mà ăn. Cao cỡ nào bây giờ? Hụi năm. Coi chữ hụi xù thì dở cười dở khóc. Chị báo tin liền cho má được hay. Thôi đi, mày sao cứ ăn bậy nói càng. Có mở miệng ra nghe toàn là chuyện không may hả? Báo thường đăng ba thế vụ hụi hè. Em đã nghe rồi nên mới ngại lo. Anh luôn đi cho rảnh mắt người ta. Chị chưa biết cái quái gì mà cũng nói bậy bạ nữa. Ba của chị Dung bị xe đụng thì dĩ nhiên chị phải về bển chứ sao. Xe đụng thì đụng chứ, phận ai nấy lo. Trời, đã lấy chồng rồi thì không còn phận sự gì ở nhà mình nữa hết trơn á. Ha, đã nói ra thì phải nhớ cho kỹ nghe. Mai mốt đi lấy chồng rồi mà còn về nhà này lộn xộn hả thì đừng có trách tôi à. Thôi, đó là tao nói phận sự kìa. Còn quyền lợi hả? Đứa nào cũng phải có phần chứ, làm sao mà không giành được cưng. Nói chuyện với chị sao mà chán quá. Biển sông rạc rào, trùng dương lớp lớp đi về chung nào. Đời như những cơn sóng đùa, mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ. Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã ngọn than nằm. Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đường mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Tình là tình như khi không mà có, tình là tình như lúc có như không. Tình trôi qua như là giữa chim bao, tình đầu bờ ngỡ cơn mộng du. Ý, bà Thu Dung bà đi về bển mà quên không khóa cửa phòng lại. À, vậy mình đột nhập vào trong coi gặp gì mình chôm nấy. Hả? Cái gì đây? Trời ơi, chiếc nhẫn xoàng. Trời ơi, vô mánh rồi, có thần tài hộ mạng rồi. À, để coi trong hộp tủ bàn phấn còn có gì nữa không nha. Cái gì đây? Hả, thư của ai gửi cho bà Dung đây ta? Lê Nhật Quang thân gửi Thu Dung. Bắt quả tang rồi, bà Dung có nhân tình. Được lắm, mai mốt anh Dũng về mình sẽ trao tận tay ảnh bức thư này. Rồi chuyện gì xảy ra chỉ có trời mới biết. Chết cha, ai vào nhà bất tử vậy trời. Hú hồn hú vía, con Mỹ Liên vậy mà mình tưởng ai chứ. Đào ơi, đi xem phim buồn quá mày ơi. Đi xem phim hả? Nói nghe nè, mày đừng có thèm buồn nữa. Tao có trò chơi này vui lắm nè. Trò gì? Mày biết cái gì đây không? Ui, chiếc nhẫn sòn của ai mà đẹp quá vậy? Tao vừa chôm của bà Dung đó. Còn đây nữa nè, đây là lá thư của người tình xưa gửi cho bà. Tao thấy nó nằm ở trong hộc tủ son phấn của bà đó. Trời ơi, phải chi mình có lá thư này trước khi anh Dũng cưới vợ thì hay biết mấy. Quỷ, mày nói chuyện dở như cơm nếp nhão quên bỏ muối vậy đó. Trước khi anh Dũng cưới vợ thì lá thư ở bên nhà bà Dung chứ đâu ở đây mà Hồng mất gặp. Hay là tao với mày đem bán chiếc nhẫn đi để tiêu xài rồi đổ thừa bà Dung. Đem chiếc nhẫn đi cho nhân tình. Liên, mày xui tao làm ác phải không? Thôi đi, tao sợ trời đánh hoặc xe hung có thì tiêu đời. Tao rất phái nhìn anh Dũng với chị dâu của mày. Đêm ngày cứ câu xé lẫn nhau, con Dung sẽ chết với chiếc nhẫn này. Khi anh Dũng hỏi bà, làm sao mà trả lời nổi. Thôi mày ơi, tao không có dám bán đâu. Rủi bể ra thì chết tao luôn. Anh Dũng á, anh sẽ đánh tao. Sao mày nhát quá trời hả? Mày biết tại sao không? Chiếc nhẫn này còn đắt hơn vàng nữa. Anh Dũng ảnh gom hết tiền của riêng để mua tặng cho bà Dung. Tao chỉ giấu cho bà khóc chơi thôi, chứ không có dám bán đâu. Mày không nhớ, nó đã nói chỉ cần mỗi mình anh Dũng trong đời, chứ không cần người nào bên chồng là gì.
Tao đánh cắp chiếc nhẫn và lá thư này là quá quắt lắm rồi. Còn bán chiếc nhẫn này là điều tao chưa có nghĩ tới. Mày sợ hả? Nhưng mà lỡ lấy rồi, không lẽ mai mốt mày tự động mang trả lại mặt mũi nào? Ê ê ê, Hồng Kim nó về kìa. Chuyện chiếc nhẫn để tao đứng sau. Mỹ Liên, mày phải cảnh giác cao với con Hồng Kim đó nghe. Yên chí, để tao xả giao với nó. Hồng Kim, Hồng Kim đi chợ về hả? À, Hồng Kim rất giỏi, rất đảm đang nội trợ. Ai như Hồng Đào vậy, chỉ ăn hại thôi. Ê, mày nói xấu tao trắng trợn vậy đó hả? Sao mày giận, mày kém thông minh quá. Nè, chị Đào lo nấu cơm chiều đó nghe. Để Liên nấu cho. Thôi đi, chị mà nấu bếp á, coi chừng ăn không có vô à. Ủa sao vậy, chị cũng là con gái chứ bộ. Giỏi như chị Dung kìa, còn bị ăn nguyên một tô canh khổ qua vô mặt nữa là chị. Hả? Tại nó ngu nó mới bị. Chứ chị hả, còn khuya mới có chuyện đó. Thì chính tại chị Dung ngu nên mới vậy. Chứ phải tay tôi hả, tôi sẽ vạch mặt đứa nào bỏ muối vô nồi canh cho biết tay. Hồng Kim nói vậy chứ, tại bà Dung lỡ làm ăn vụng về thì phải chịu hình phạt chứ làm sao. Thôi đi chị ơi, cái miệng của chị leo lẻo không ai bằng à. À, Hồng Kim bữa nay nói chuyện dễ xa nhau quá hả. Xa gần, gần xa gì cũng không mắc mới gì đến tôi hết á. Hồng Đào à, tao thấy không khí hôm nay vô cùng nồng nực. Nói nhiều tao càng thêm bực. Chuyện mày để mày lo liệu, tao về tối mình gặp lại nghe. Hồng Liên, tao cùng với mày đi dạo. Nè nè nè, đi đâu? Chị phải ở nhà. Đừng mong cái gì chỉ còn nồi cơm chiều. Chiều tao không ăn, mắc gì tao phải nấu cơm. Không tiền thì mày nên lo, chứ tao thiếu gì món ăn. Hủ tiếu xào, phở gà bánh bao nè. Muốn ăn xía tiền thì có ngay. Kể như hai chị cũng lạ, ngày đêm tinh đường đi rong sống trong xã hội như vậy. Đừng mong có chồng dẫn đi, có chồng chi cho mệt, ở một mình tao khỏi nấu cơm. À, bây giờ mày ở nhà nấu cơm hay mày đi với tao nè? Thôi, mày đừng có nói nhiều nữa, chuẩn bị xe đi. Nè nè, chị nói thiệt hay chơi vậy chị Đào? Thôi, đừng có giận mà cô Út. Giàu Út ăn khó Út chịu nha. Bye bye. Chắc hai bà này có mưu tính gì đây. Nhưng gặp tay Hồng Kim này, mưu sâu kế độc gì cũng phải phơi bày ra hết. Đợi đấy. Trời ơi chị hai, chị có bầu mà xách nước lên lầu chi vậy không biết nữa. Mẹ bảo chị quét dọn mấy căn phòng trên lầu 3 và tưới qua trên sân thượng. Không có được đâu, để em xách giùm cho. Được mà, chị chưa có thấy mệt. Em để chị xách cho em coi nè. Trời, chị hai, chị có sao không vậy? Chị hai ơi, tỉnh lại đi chị hai. Chị hai, chị hai có sao không? Kim ơi, chị mệt quá. Trời ơi, em đã nói rồi, bụng lớn như vậy mà xách nặng chi không biết nữa. Kim, em làm ơn đưa chị về phòng nha. Trời ơi, chị đau bụng quá. Trời ơi, bây giờ tính sao đây? Kim ơi, dạ? Em đưa giùm chị đến bệnh viện đi. Chị mệt quá. Dần dần, để em đưa chị đi. Nhờ có bấy nhiêu mà làm cũng không xong, còn gieo dạ cho nhà này nữa chứ. Bộ má không biết hả? Bà làm bộ trợt té để nhà mình mang tai tiếng là ác độc với con dâu. Mẹ này mẹ ghê lắm nè. Té còn chút xíu à, chi mà là quan trọng lắm không bằng. Nó sẽ báo hại cái nhà này dài dài cho mà coi. Kìa, Kim nó về tới kìa. Sao, chị dâu của mày ra sao rồi? Dạ, chị khỏe nhiều rồi, nên sáng nay người ta cho chị xuất viện. Nhưng mà má cấm không cho chị về đây, nên con đưa chị về bển rồi. Dũng nó có biết chuyện đó không? Tối hôm qua anh hai con thức trắng trong nhà thương á. Sáng nay anh về sớm nên anh không có hay. Dạ, hồi nãy cháu thấy anh Dũng còn ngủ trong phòng á. Ê, Hồng Kim. Gì? Đủ đại tao thấy coi bộ mày lo lắng cho chị dâu dữ quá ha. Được, cứ lo đi, rồi có ngày trung do trúng phòng, báo cha báo mẹ không ai thương giùm. Chị nín đi, đừng có nói tên em không hứa cái giọng xỏ xiên nghịch đời. Hồng Kim nè, đừng nổi nóng làm gì, dù sao cũng là chị với em, thương nhau không hả?
chứ nên rầy rà. Tôi thấy chị không có cần lên tiếng. Và đừng bao giờ có mặt ở đây, chị ở nơi này chỉ thừa thải mà thôi. À, vậy là Kim muốn đuổi tôi ra khỏi nhà hả? Chị nghĩ như thế cũng được. Hồng Kim, mày hổng hả? Mày có quyền gì mà mày đuổi người ta chứ? Nhà tôi không thích thì tôi đuổi à? Đồ mất dạy, ai xíu biểu mày ăn nói hổng màu vậy chứ hả? Mơ, mơ cứ chửi, cứ đánh con đi. Phận làm con nào dám đâu buồn than quan giận. Nhưng má ơi, con xin má hãy bình tâm nghĩ lại. Tại vì đâu hôm nay con đánh mất đi tình nhân hậu ngoan hiền. Tại sao vậy? Má cũng biết xưa nay con luôn kính trọng mọi người. Nhưng giờ đây trước cảnh trai tay gai mắt, con không thể nào ngậm miệng làm thinh. Tại sao người hiền lành chất phác như chị Dung mà lại phải gánh bao nhiêu điều tủi nhục? Má nghe đi con nói lên sự thật mà bấy lâu nay con lặng tiếng im lời. Sự thật gì? Mày có giỏi thì cứ nói nghe coi. Chị đừng có thách tôi vô ích. Tôi sẽ nói, tôi nói hết cho anh Dũng anh nghe. Chuyện chị và Mỹ Liên bỏ muối vô nồi canh để cho chị Dung bị má hớt, hớt nguyên tô canh vô mình vậy đó. Ê, con kia, mày có bằng chứng không mà mày vu khống cho bọn tao hả mày? Bằng chứng trong mắt tôi đây nè. Hành động hèn hạ của mấy chị tôi thấy tất cả rồi. Hồng Kim đừng có nói bậy à nghe. Ừ, đừng có nói bậy nghe chưa. Tao bụp cho mặt mày bây giờ à. Chị dám không? Chưa hết đâu chị. Ai đã đánh cắp chiếc nhẫn xoàng của chị Dung? Ai đã nhét lá thơ của chị Dung mà bạn trai của chị đã gửi cho chị hồi năm Thình Bảo Lục vào túi của anh Dũng chứ? Để gây sự hiểu lầm, Hồng chia Thúy rẻ quyên. Ai làm? Ai? Mấy chị trả lời đi chứ. Ê con kia, tao nín đi. Mày căn cứ vào đâu mà mày dám nói vậy? Chiếc nhẫn xoàng hiện giờ ở trong hộp trang điểm của chị Đào đó. Má vào coi, con nói đúng hay là không? Hả? Ai cho mày dám lục tủ riêng của tao hả con kia? Vậy chứ tại sao chị dám vô phòng của chị Dung đánh cắp chiếc nhẫn và bức thơ? Mày có im không mày? Chưa im được đâu chị à. Tôi biết chị và Mỹ Liên ganh ghét với hạnh phúc của chị Dung và anh Dũng. Tôi hỏi các chị, làm như vậy để làm cái gì? Tại sao các chị không thử đặt mình vào trường hợp gặp nghịch cảnh như chị Dung? Các chị sẽ sống làm sao? Thôi đi, mày lý sự nhiều quá, tao nghe không có lọt lỗ tai câu nào hết ráo á. Thôi sắp đến giờ bỏ hụi rồi đó, tao đi à. Tao đi qua nhà má ăn liên chút. Tụi bay ở nhà không có sanh giặc nghe chưa? Má đi thì con cũng lên lầu, ai thèm nói chuyện với mấy chị mà sanh giặc. Hồng Kim. Anh hai. Anh cảm ơn em đã nói lên hết sự thật. Thôi, em lên lầu nghỉ đi. Dạ. Chết, từ nãy giờ anh Dũng đã nghe hết rồi. Mỹ Liên. Dạ, anh gọi Liên. Cô là con sâu độc, là người mang đến cho gia đình tôi bao buồn phiền xáo trộn. Cô không xấu hổ hay sao mà còn ngấn mặt mỉm môi cười. Tôi có ngờ đâu bên ngoài cô giả thưa mềm mỏng, vậy mà bên trong lòng của cô lại quá thâm độc. Thật tôi không còn lý lẽ nào để diễn tả sự căm hận của tôi. Có gì đâu mà anh hai nổi nóng dữ vậy anh hai? Nếu em có chi lầm lỗi, xin anh hãy thương tình đừng nặng nhẹ rẻ khinh. Bao nhiêu tiếng trách hận là bấy nhiêu lòng dạ em đau. Dù sao gia đình chúng mình cũng thân thiết với nhau. Tôi ghê tởm cô còn hơn loài hùm beo răng độc. Tại sao cô cố tình hãm hại Thu Dung? Cô nỡ dùng chính bàn tay của mẹ và em tôi để giết vợ tôi lần nghe.
gầy mòn trong đơn đau túi nhục. Cô hãy nói đi đừng nghe che giấu chuyện của cô làm. Trời ơi, đến giờ phút này tôi mới thấy anh là một kẻ vô tâm. Anh không hiểu do đâu tôi làm như thế. Ôi thật không ngờ hy vọng nhưng chỉ hoài công. Anh hai ơi, anh có biết đâu trong khi anh vui câu hạnh phúc thì có người đêm ngày sầu tư khắc khoải. Vào ngóng ra trong mà nghe buồn bã trong lòng. Người ấy là ai sao anh nỡ vô tình. Nếu không thương thì cũng có một lời an ủi. Sao anh lại lạnh lùng như sương tuyết mùa đông. Vậy mà bây giờ còn làm như kẻ không quen. Tội cho Mỹ Liên Mài Châu ủ dột. Cô tí đi anh dù một câu thương hại, để chị Liên đẹp và vui lòng. Anh hai ơi, lời của em chứng có cao xanh. Tình thương của Mỹ Liên mãi mãi để dành cho anh. Nếu như không thành chị Liên ở vậy cho đành và anh. Thôi nín đi mày, tao chưa bao giờ có cảm tình với Mỹ Liên. Mày đừng có nhiều chuyện. Còn mày nữa, mày phải khai cho thật, nếu không mày chết mày với tao đó. Anh muốn em khai cái gì chứ? Ai ăn cắp chiếc nhẫn xoàng của Thu Dung? Dạ. Ai? Dạ. Ai? Dạ em. Được rồi, vậy là tốt. Chuyện chiếc nhẫn coi như đã rõ. Vậy ai đem lá thư của bạn trai Thu Dung nhét vào túi áo của tao? Dạ, cái đó là trò chơi của con Mỹ Liên á. Để hòng gây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tao hả? Còn đứa nào? Đứa nào làm cái trò mất dạy bỏ muối vào nồi canh? Dạ, đứa nào? Dạ. Đứa nào? Dạ, dạ em. Nhưng Mỹ Liên nữa, có nó nữa đó, có nó nữa. Trời ơi Mỹ Liên. Trời ơi thiệt, Mỹ Liên. Không ngờ mày mà. Ý, may quá, có má về cứu con. Mỹ Liên, má mày đi đâu? Hả? Khai thật đi, má mày trốn ở đâu hả? Má cháu ở nhà mà bác. Mày nói láo. Trời ơi, má mày vợ cũi của tao, má mày đi đâu? Bác nói lạ quá à. Lúc cháu đến đây thì má cháu còn ở nhà mà. Trời ơi là trời, bạn bè thân như ruột thịt mà nó nỡ lừa đảo tôi nè trời. Mỹ Liên, Mỹ Liên, chiếc rim của mày đâu? Để cho tao siết để trừ nợ. Dạ, hôm nay má cháu không cho cháu đi xe nên cháu đi xích lô. Trời ơi, 100 triệu, 100 triệu tiền hủi của tôi, trời ơi trời. Bác ơi, má cháu đã trốn đi rồi sao bác? Mày về nhà thì biết chứ cái gì. Trời ơi, thật như vậy sao? Má ơi, con có ngờ đâu má bỏ nhà ra đi chỉ vì nợ nần chồng chất. Vậy mà bấy lâu nay con cười vui trên nỗi đau của má. Con phấn son áo quần sang cả má vì thương con mà lường gạt bao người. Rồi giờ đây má vướng lấy tội tình. Má ơi, con cứ ngỡ rằng nhà ta giàu có, mặc sức tiêu xài liêu lỏng rong chơi. Nay mới hiểu được ăn năn thì đã muộn. Biết làm sao cho má tôi thoát dòng thù tội. Bác Quân ơi, xin bác hãy thương tình. Thôi, mày đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ mày về tìm cho được má mày đi, rồi đến đây dàn xếp với tao. Chừng đó tao sẽ tính.
Nếu không á, đừng có bảo rằng là tao tàn ác nghe chưa. Dạ cháu cảm ơn bác. Dạ cháu về. Mày ra giọng. Mày thấy tao mất trắng tay rồi mày khoái lắm sao? Mày im đi. Ê, im cái giọng cười quỷ quái của mày lại đi. Má, anh Dũng anh đã hay biết tất cả việc làm của con rồi. Như vậy là sao? Tao không hiểu gì hết trơn á. Má chỉ hiểu về tiền thôi chứ làm sao hiểu được việc khác. Thằng bất hiếu, mày nói với mẹ mày như vậy đó sao? Nếu con mẹ già này không lo toan mọi việc, không tính chuyện kinh doanh, không xoay sở ra đồng tiền, thì cái lũ tuổi mày phải kiếm sống làm sao? Có được phủ phê như thiên hạ hay chịu cảnh đói nghèo? Có bài kinh cũ rất xưa nay, con thiết nghĩ má hãy dẹp quách nó đi, chớ đừng đem ra đây mà tụng, nghe chỉ nhàm chán thêm thôi. Con muốn má nên sống thật thà. Mày nghe lời ai mà định chống lại tao? Ai bảo mày hôm nay làm loạn? Nếu biết được tao sẽ băm dầm nó ra. Dũng, bây giờ mày muốn gì? Tao cấm mày không được làm giặc nghe chưa? Con xin lỗi má, vì không dằn được cơn tức giận. Khi liên tưởng đến vợ con, thời gian qua đã chịu trăm cay ngàn đắng. Ôi thân phận làm dâu vợ con phải đâu gây ra lầm lỗi mà cứ mang nhiều nỗi đau buồn. Trước đây chính con cũng chưa thấu đáo ngon nguồn, nên vô tình tạo cho Dung thêm sầu khổ. Vậy mà nàng vẫn chịu đựng không than. Má ơi, nếu má thật sự thương con thì má hãy thương dâu của má. Má hãy hứa đi cho con yên dạ, nghĩ đến nàng con có ngăn dòng nước mắt. Tình trong tâm tâm của má không ghét bỏ gì vợ con, nhưng trước đây má lỡ hứa kết tình xuôi gia với gia đình Mỹ Liên, do con cãi lời nên bao nhiêu tức giận má lại đổ trút vào Thu Dung. Giờ đây thì đã hết rồi con ạ. Con biết cũng vì quá thương con mà má ngầm lựa chọn, ngầm ước mong con có vợ sang giàu. Nhưng má ơi, trong tình yêu không có giai cấp sang hèn, vì hèn giữa sang đâu là vĩnh cửu. Tất cả không còn khí qua cuộc biên thiên, mà chỉ có đạo đức nghĩa nhân mới là bảo vật đang cho ta gìn giữ. Thu Dung chính là vợ hiền dâu tháo con đã chọn rồi, người bạn trăm năm. Anh hai, em có lỗi với anh chị nhiều quá, em hối hận vô cùng. Má, cô xin phép má cho con qua nhà xem vợ con ra sao nghe má. Thì con cứ qua bển liền đi chứ còn phép tắc gì nữa. Con đi trước đi, má biểu con Đào á chở má qua đó xin lỗi anh xui. Dạ con đi nghe má. Đào. Dạ. Sửa soạn đi con. Kim à. Dạ. Dạ má kêu con. Nè, coi chừng nhà má đi rước chị hai con về đó nha. Thiệt hả má? Như vậy là con quan hôn má đó. Mồ tổ mày.